Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đánh giá tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Thị xã Mỹ Hào bơm nước khắc phục hoàn toàn các diện tích lúa bị ngập. Cần đẩy nhanh tiến độ đo đạc 4 địa phương phía Bắc tỉnh. Hiệu quả trong công tác tuyên truyền của cơ quan báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở về phòng dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đợt 1, ra soát thẩm định thực hiện hỗ trợ đợt 2. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó năm 2019 có 268 nhà đã hoàn thành xây dựng. Đối với 425 hộ, trong đó có 226 hộ người có công với cách mạng và 199 hộ nghèo, được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quyết định số 182 ngày 20 tháng 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, 5 hộ đã xây dựng xong, 232 hộ đang xây dựng, 178 hộ chuẩn bị xây dựng và 10 hộ xin rút không xây dựng. Trong đợt 2, các địa phương đã và đang rà soát, thẩm định tại thôn, lập danh sách gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã. Theo đó, có 1.151 hộ người có công với cách mạng và hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các địa phương tích cực kiểm tra đôn đốc để việc xây dựng nhà ở đối với những hộ thuộc diện hỗ trợ đợt 1 hoàn thành đúng tiến độ. Sở Tài chính và các ngành liên quan tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí xây dựng nhà ở theo các giai đoạn. Đồng thời, Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh cấp huyện ra soát, thẩm định danh sách được cấp xã đề nghị hỗ trợ bảo đảm công bằng, chính xác, đúng đối tượng, đúng tiến độ. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo tỉnh thành lập đoàn đi thẩm định, tổng hợp danh sách, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để bảo đảm hoàn thành tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt 2. Qua 2 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã thu hút 12 dự án mới vào đầu tư. Đến nay trên địa bàn tỉnh có gần 2.000 dự án đang hoạt động. Trong đó có 7 dự án trong nước với số vốn đăng ký gần 500 tỷ đồng và 5 dự án nước ngoài với số vốn đăng ký 14 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có trên 1.450 dự án đầu tư trong nước với số vốn trên 133.000 tỷ đồng và gần 500 dự án nước ngoài với số vốn khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, số dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp chiếm đa số. Đây là kết quả sau quá trình tỉnh Hưng Yên thực hiện chủ trương thu hút dự án vào các khu cụm công nghiệp. Điều này giúp khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có được quy hoạch phát triển công nghiệp cũng như định hướng những khu vực phát triển đô thị dịch vụ trong thời gian tới, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và các tỉnh lân cận. Nhằm hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp duy trì ổn định cuộc sống, sớm có việc làm trở lại, từ năm 2019 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức tư vấn hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho trên 10.000 người. Trung tâm đã tiếp nhận và phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết cho 10.640 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền gần 150 tỷ đồng. Trong đó, riêng từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã làm thủ tục hỗ trợ thất nghiệp cho gần 800 lao động với tổng số tiền 14 tỷ đồng. Ngoài việc tiếp nhận thủ tục và chi trả bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định, Trung tâm còn tư vấn thông tin về thị trường lao động và hỗ trợ cho người lao động tìm việc làm mới. Đến ngày 5 tháng 3, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành gieo cấy trên 30.000 ha lúa xuân, đảm bảo theo đúng lịch thời vụ, đồng thời tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Hiện nay, lúa cây sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Để cho lúa sinh trưởng, phát triển, hạn chế tác hại của sâu bệnh, đảm bảo năng suất và hiệu quả. Đối với lúa gieo thẳng, bà con nông dân cần tiến hành dặm tỉa đảm bảo mật độ duy trì mức nước láng mặt ruộng. Cùng với tỉa dặm, phải tiến hành bón thúc ngay để cung cấp dinh dưỡng cho cây đẻ nhánh. Đối với cây lúa cây sớm, lúa đang đẻ nhánh đã bón thúc lần 1, phải bón thúc lần 2 đúng thời điểm. Diện tích đã bén rễ hồi xanh mà chưa bón thúc ngay để lúa đẻ nhanh, dặm bổ sung những khóm lúa bị chết, bị dịch hại cắn phá để ổn định mật độ.
những diện tích lúa mới cấy, khi lúa bén rễ hồi xanh phải chủ động bón thúc, dặm tỉa ổn định mật độ, điều hành nước hợp lý và chủ động kiểm bệnh đạo ôn lá tại các vùng lúa hay bị đạo ôn hoặc trên các giống lúa nhiễm. Trên những ruộng bị bệnh nhạt rễ do ngộ độc hữu cơ, cần áp dụng bón vôi bột hoặc phun thuốc kích thích rễ để cây lúa nhanh phục hồi và phát triển kịp thời. Trong 2 ngày qua, 20 trạm bơm do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Mỹ Hào vận hành liên tục, nên hơn 1.000 ha lúa xuân bị ngập úng của địa phương đã cơ bản được khắc phục. Nhìn chung không có thiệt hại do lúa bị ngập lâu trong nước. Ngành chức năng thị xã khuyến cáo để lúa xuân phục hồi nhanh sau ngập úng, bà con cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng và làm sạch bám bẩn, rong rêu trên lá để cây lúa tăng khả năng quang hợp. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được bón đạm hay phân hỗn hợp NPK ngay sau khi nước rút. Khi lúa ra lá non và mới hồi phục, cần tiến hành tỉa dặm chăm sóc trở lại bình thường. Sau 4 năm triển khai dự án đo đạc lập bản đồ địa chính các huyện Ân Thi, Văn Lâm, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào mới thực hiện được phần đo đạc, trong khi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất chậm trễ, thậm chí còn không cử cán bộ về phối hợp với địa phương. Đây là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận. Xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi là một trong những địa phương được đơn vị tư vấn là công ty Đại Thành đo đạc và bàn giao hồ sơ sớm từ cuối năm 2017. Thế nhưng từ đó đến nay, công ty vẫn bật vô âm tín để mặc cho địa phương. Đáng nói là khá nhiều hồ sơ bàn giao bị lẫn lộn giữa các xã với nhau, nhưng khi xã liên lạc để phối hợp thì không có phản hồi. Địa phương đã nhận được cái hồ sơ bàn giao của công ty Đại Thành là vào giữa năm 2017, tổ chức xét duyệt là 217 hồ sơ là đã đủ các cái điều kiện để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế và trong 217 thì có 204 hộ gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, nhưng mà hơn 15 nay này đơn vị Thành không có cử ai về phối hợp địa phương. Mà cái 204 hộ này thì người ta rất mong chờ là cấp cho người ta cái giấy để người ta có cái quyền, tức là giao dịch. Tại phường Nhân Hòa, Phùng Chí Kiên và Phan Đình Phùng ở thị xã Mỹ Hào, thì tiến độ thực hiện của công ty bất động sản Sài Gòn cũng rất chậm trễ. Có những đơn vị gần 2 năm liền không quay lại địa phương để làm các phần việc tiếp theo. Muốn làm được cái nhiệm vụ là mời các hộ dân ra kê khai được khoảng 60%. Và từ cuối năm 2018 là đến nay là bên công ty là cũng không thực hiện lốt cái khối lượng công việc và cũng chưa bàn giao cho ủy ban phường được khối lượng công việc nào hết. Ủy ban phường cũng có liên hệ trực tiếp nhưng mà hiện tại bên công ty bất động sản Sài Gòn vẫn không về làm việc. Theo kết quả đo đạc, 4 địa phương trên có gần 120.000 thửa đất các loại. Đến nay, các đơn vị mới bàn giao được trên 70.000 thửa cho các huyện để xét duyệt cấp giấy chứng nhận. Ông Lê Quý Cử, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Văn Giang cho biết, dù là địa phương thực hiện tích cực nhất thì đến nay mới có khoảng 60% khối lượng công việc được bàn giao về xã, gồm bản đồ hiện trạng, sổ mục kê và túi hồ sơ. Song qua kiểm tra thực tế thì vẫn còn nhiều sai sót, chưa được các đơn vị kiểm tra chỉnh sửa. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận đất ở còn chậm. Bản đồ hiện trạng còn có một số những cái sai sót. Thứ hai là hồ sơ thửa đất chưa được các đơn vị phối hợp hoàn thiện, phân loại, dẫn đến là tình trạng là hồ sơ xét duyệt xong nhưng không hoàn thiện được để phục vụ việc cấp và cấp đổi. Chúng tôi kiến nghị tiếp tục gia hạn việc triển khai thực hiện dự án. Thứ hai, giao trách nhiệm trực tiếp cho các đơn vị thực hiện dự án phải cam kết đảm bảo đủ con người phối hợp với các xã để hoàn thiện cái hồ sơ. Theo quy trình của dự án, sau khi cấp giấy chứng nhận, các đơn vị mới đủ cơ sở tổng hợp lập bản đồ địa chính theo tỷ lệ 1:1000, 1:1200 và 1:1500. Thời gian triển khai đã kéo dài 4 năm và sau 2 lần gia hạn để dự án kết thúc vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, theo phản ánh, dù mỗi địa phương đều có từ 4 đến 5 đơn vị đo đạc thực hiện, nhưng ngoài các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thì các đơn vị khác dường như đang bỏ lửng, dẫn đến các địa phương được thụ hưởng thì không biết bao giờ mới xong. Được biết, dự án đo đạc nhằm thiết lập hệ thống dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai, đồng thời làm cơ sở để tỉnh quy hoạch trong phát triển kinh tế.
Tổng kinh phí để thực hiện dự án này là khoảng 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 4 năm triển khai, đến nay dự án vẫn quá chậm trễ dù đã được gia hạn thêm 2 lần. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Kính gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ công văn số 586 ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống COVID-19. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 339 ngày 5 tháng 3 năm 2020 về việc đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2020. 2. Giao các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện số 343 ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Trong thời gian học sinh nghỉ phòng bệnh dịch COVID-19, nhiều trường học trên địa bàn huyện Kim Động đã tiến hành hoàn thiện công trình vệ sinh. Trong tháng 2 và đầu tháng 3, có 6 trường tổ chức xây mới, sửa chữa và nâng cấp công trình vệ sinh cho học sinh giáo viên. Trong đó, xây dựng mới 5 công trình và sửa chữa nâng cấp 1 công trình. Ngoài ra, các trường học còn xây dựng hệ thống rửa tay cho học sinh và giáo viên. Tại những điểm rửa tay gắn biển, hướng dẫn quy trình rửa tay như một hoạt động thường quy của giáo viên, học sinh, nhất là khi quay trở lại trường học sau những ngày nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Đây là việc làm nhằm tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Mỹ còn hơn 60 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại gia đình. Do đó, để người dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, không có tâm lý hoang mang, lo sợ, các cơ quan đơn vị toàn huyện đã triển khai tuyên truyền rộng khắp, hình thức đa dạng. Đến nay, huyện Yên Mỹ đã phát hơn 3.000 tờ rơi, lắp đặt hơn 250 pano áp phích tại những địa điểm công cộng. Các đài truyền thanh cơ sở cũng đẩy mạnh việc tiếp sóng, sản xuất các tin bài về dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống như tiến hành đo thân nhiệt 2 lần một ngày đối với các trường hợp theo dõi sức khỏe, phun thuốc khử trùng, nước sát khuẩn tại các nơi công cộng. Qua đó giúp nhân dân đều hiểu về những nguy cơ lây lan của dịch bệnh và biện pháp phòng chống. Thời đại bùng nổ thông tin với sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, nhiều thông tin chưa qua kiểm chứng về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được đăng tải, dễ gây hoang mang cho người dân. Do vậy, để người dân hiểu đúng, chủ động, nâng cao nhận thức trách nhiệm phòng ngừa dịch bệnh, các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả trong việc cập nhật thường xuyên và liên tục những thông tin về dịch bệnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền đến với người dân. Hơn một tháng nay, Đài truyền thanh huyện Ân Thi liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như công tác phòng dịch COVID-19. Đều đặn 2 lần mỗi ngày, Đài tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh phát bản tin thời sự của huyện. Mỗi ngày có từ 4 đến 6 tin bài, công điện, thông báo về tình hình dịch bệnh đến người dân. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh cơ sở cũng tăng cường thời lượng phát sóng cả vào thứ Bảy và Chủ nhật. Ngoài việc cập nhật sát tình hình diễn biến dịch bệnh, những chỉ đạo, biện pháp của các ngành, các cấp, đăng tải đường dây nóng tiếp nhận thông tin, đơn vị chú trọng tuyên truyền hướng dẫn người dân cách tự bảo vệ sức khỏe, chủ động phòng dịch, từ đó mang lại hiệu quả rõ rệt, phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, phòng chống dịch tại địa phương. Đài truyền thanh xã cũng thường xuyên phát bài phòng chống dịch COVID-19 là qua loa truyền thanh, đều vào các buổi sáng. Thế thì nhân dân địa phương, cơ sở cũng rất là lắng nghe phòng dịch theo đúng cái chủ trương đường lối. Hai nữa là cũng không hoang mang, lo lắng ở cơ sở. Thì đài truyền thanh đã tổ chức họp và phân công các phóng viên phụ trách xã, phụ trách các ngành để tăng cường bám sát cơ sở và nâng cao cái chất lượng tin bài cũng như là số lượng tin bài
phản ánh trung thực và chính xác, kịp thời đối với tình hình dịch bệnh, chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm ngày 2 buổi, tăng cường chủ động về số lượng tin bài. Để có nhiều tin, bài chân thực, những phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, báo Hưng Yên sẵn sàng đi vào vùng nghi có dịch, bám sát cơ sở để phản ánh tình hình một cách khách quan, thực tế nhất, truyền tải đầy đủ thông tin từ công tác chỉ đạo, điều hành đến việc thực hiện phòng chống dịch tại các địa phương. Bên cạnh đó, mở chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng chống dịch. Hàng ngày đăng tải tin bài trên hai hạ tầng báo in và báo điện tử đối với báo Hưng Yên và bốn hạ tầng phát thanh, truyền hình, website và trên mạng xã hội đối với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Công tác tuyên truyền được tập trung cao độ, không chủ quan, lơ là, đồng thời cũng không gây hoang mang dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tự giác phối hợp và chủ động phòng dịch. Bây giờ thì các cái trang mạng thì nó rất nhiều, tin nó không được chính thống. Tôi chỉ tin vào đài truyền thanh của xã, đài truyền hình của tỉnh và các cái báo đài chính thống đưa tin để cho người dân chúng tôi không hoang mang, yên tâm để phòng dịch và chống dịch cùng với lại cả nước. Với những hình thức tuyên truyền đa dạng, các cơ quan báo chí truyền thanh đã góp phần cùng với các cấp, bộ ngành chung tay phòng chống dịch bệnh, bác bỏ những thông tin không chính thống, giúp người dân yên tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tháng 12 năm 2018, chùa Thái Lạc, xã Lạc Hồng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Tiếp đó, tháng 1 năm 2020, bệ thờ sư tử đá chùa Hương Lãng tại xã Minh Hải được công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là niềm vinh dự tự hào của người dân hai xã nói riêng và huyện Văn Lâm nói chung. Chùa Hương Lãng, tương truyền được xây dựng từ năm 1115, là một trong số ít những ngôi chùa trong cả nước còn lưu giữ được những dấu ấn kiến trúc điêu khắc đá độc đáo thời Lý. Di vật đặc sắc nhất được lưu giữ ở đây là bệ thờ hình sư tử bằng đá, hay còn gọi là tượng ông sấm. Đây là hiện vật gốc độc bản, chạm khắc tinh xảo mang nhiều giá trị về tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật điêu khắc thời Lý và được đánh giá là bệ thờ sư tử đá lớn nhất cả nước cùng thời. Không chỉ tự hào, người dân và chính quyền nơi đây đã nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị của di tích, của bảo vật quốc gia. Tới đây chúng tôi cũng đang có những cái định hướng là phát động các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn để lấy một cái nguồn kinh phí để xây dựng tôn tạo cho cái ngôi chùa này có một cái tầm cỡ là di tích bảo vệ quốc gia ở địa phương. Chùa Thái Lạc ở xã Lạc Hồng được xây dựng từ thời nhà Trần, ngoài thờ Phật, chùa còn thờ bà Pháp Vân trong hệ thống tín ngưỡng tư pháp. Giá trị đặc sắc ở đây là còn lưu giữ được khá nguyên vẹn bộ vì gỗ ở gian giữa thượng điện mang phong cách kiến trúc điêu khắc thời Trần. Loại hình này còn lại rất hiếm ở nước ta. Trên các đố trụ đấu của bộ, vì có nhiều mảng chạm khắc lớn rất tinh xảo, trong đó có các mảng phù điêu chạm khắc gỗ với nhiều đề tài khác nhau như nhạc sĩ thiên thần, tiên nữ dâng hoa, rồng phượng, hoa lá. Sau khi được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, thì Ủy ban nhân xã đã phối hợp với Ủy ban nhân huyện và các cơ quan chức năng của tỉnh đã quy hoạch lại cái khuôn viên của chùa và trình các cấp để phê duyệt và có hướng trùng tu các cái vị trí đã bị xuống cấp. Và vừa rồi Ủy ban huyện cùng với Ủy ban xã và phối hợp với các công ty du lịch đã quảng bá du lịch di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của chùa Thái Lạc. Sau khi hai di sản này được công nhận mang tầm quốc gia, huyện Văn Lâm đề ra những giải pháp mang tính liên ngành, liên vùng để đưa những giá trị tinh hoa của cha ông từ chùa làng đến với cả nước. Chúng tôi sẽ kêu gọi một mặt là cái ngân sách của nhà nước, của chính phủ. Phần thứ hai là sẽ huy động cái nguồn xã hội hóa để từng bước khôi phục theo đúng cái luật di sản đã quy định là cái hệ thống giao thông đã được đang và sẽ kết nối với cái khu kinh Dương Vương của Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương và một số các tỉnh bạn. Khi đã có giao thông rồi thì hiện nay là ở Văn Lâm chúng tôi các cái cụm di tích đã giao lưu với rất nhiều các cái đơn vị của các tỉnh bạn. Tuy nhiên, nhiều hạng mục công trình trong các di tích đã xuống cấp, ít khách đến chiêm bái. Đây là những thách thức không nhỏ cho huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản mang tầm cỡ quốc gia này.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.